nhà kinh tế nổi tiếng El Arian, thế giới không chỉ hướng đến suy thoái mà là một cuộc chuyển đổi kinh tế sâu sắc. Nhiều chuyên gia và nhà đầu tư đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về suy thoái. Tuy nhiên, một nhà kinh tế nổi tiếng cho rằng những dấu hiệu trong nhiều tháng qua đang chỉ ra một sự chuyển đổi sâu sắc hơn, chứ không chỉ đơn thuần là suy thoái. Một cuộc chuyển đổi kinh tế và tài chính sâu sắc. Trong nhiều tháng qua, các chuyên gia và thị trường đã liên tục lên tiếng cảnh báo về nguy cơ suy thoái. Song, một nhà kinh tế nổi tiếng nhận thấy cuộc suy thoái tiềm tàng này hoàn toàn khác với những gì mà thế giới đã trải qua trước kia. Theo Fortune, nhà kinh tế học đó chính là ông Mohamed El Arian, cựu CEO của hãng tài chính BIMCO. Ông cũng từng là chủ tịch hội đồng phát triển toàn cầu của cựu tổng thống Mỹ Barack Obama và viết nhiều cuốn sách bán chạy về kinh tế. Nói một cách đơn giản, nhà kinh tế El Arian là một trong những chuyên gia về thị trường và Fed giỏi nhất còn sống, và ông không thích những gì mình nhìn thấy trong khoảng thời gian qua. Trong một bài luận đăng trên Foreign Affairs, ông cho rằng một số cơ quan và thị trường đang tin rằng những thách thức kinh tế hiện nay chỉ mang tính tạm thời và có thể nhanh chóng đảo ngược. Vị chuyên gia đề cập đến nhận định ban đầu của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed rằng lạm phát chỉ tăng nhất thời, hoặc việc các nhà kinh tế cho rằng suy thoái có thể chỉ diễn ra trong thời gian ngắn. Ông tiếp tục, thế giới bây giờ không chỉ nghiêng ngả bên bờ vực suy thoái, mà còn đang ở giữa một cuộc chuyển đổi kinh tế và tài chính sâu sắc hơn. Cựu CEO PIMCO đã nhắc đến một lý thuyết kinh tế, trong đó lập luận rằng suy thoái xảy ra khi chu kỳ kinh doanh đạt đến điểm kết và trước khi chu kỳ tiếp theo thực sự bắt đầu. Tuy nhiên, ông cảnh báo rằng, thay vì được hưởng thêm một vòng quay kinh tế nữa, thế giới có thể đang trải qua một loạt thay đổi lớn về mặt cấu trúc, dự kiến sẽ kéo dài lâu hơn chu kỳ kinh doanh hiện tại. Ông El Arian đã nhấn mạnh ba xu hướng nhằm chứng minh một cuộc chuyển đổi kinh tế đang diễn ra trên phạm vi toàn cầu. Ba xu hướng đang thay đổi quỹ đạo kinh tế. Theo nhà kinh tế, xu hướng đầu tiên là cuộc chuyển đổi từ không đủ cầu sang thiếu cung. Xu hướng thứ hai là giai đoạn bơm thanh khoản ồ ạt của các ngân hàng trung ương đã đến hồi kết. Và thứ ba là thị trường tài chính ngày càng trở nên mong manh. Ba chuyển biến trên giúp giải thích nhiều diễn biến kinh tế bất thường trong vài năm qua, ông El Arian viết trong một bài luận. Trong tương lai, vị chuyên gia dự đoán rằng triển vọng sẽ càng bấp bênh hơn khi các cú sốc kinh tế đến ngày càng thường xuyên và bạo lực hơn. Ông nói thêm rằng các nhà phân tích vẫn chưa thức tỉnh để nhận ra thực tế này. Xu hướng đầu tiên bắt nguồn từ đại dịch COVID-19. Ban đầu, toàn bộ hệ thống kinh tế đột ngột khưng lại và sau đó nhận được các gói kích thích khổng lồ từ chính phủ, dẫn đến nhu cầu tăng mạnh so với nguồn cung. Song, thời gian trôi qua, ông El Arian nhận thấy rõ ràng là vấn đề nguồn cung không chỉ xuất phát từ đại dịch. Nó còn liên quan đến cuộc tấn công của Nga vào Ukraine, dẫn đến các lệnh trừng phạt và căng thẳng địa chính trị leo thang. Ngoài ra, cú sốc nguồn cung còn gắn liền với tình trạng thiếu hụt lao động mà đại dịch gián tiếp gây ra. Các gián đoạn trong chuỗi cung ứng đã thúc đẩy doanh nghiệp đưa dây chuyền về gần quê nhà hơn. Nearshoring, cách mà giới chuyên gia gọi tên xu hướng này, cho thấy bản chất của toàn cầu hóa đã thay đổi. Vấn đề càng trở nên tồi tệ hơn khi những thay đổi trong hệ thống kinh tế toàn cầu diễn ra cùng lúc với các ngân hàng trung ương thay đổi lập trường chính sách tiền tệ. Trong nhiều tháng qua, nhà kinh tế liên tục chỉ trích Fed, cho rằng ngân hàng trung ương Mỹ đã quá chậm chạp trong việc nhận diện lạm phát cũng như tăng lãi suất để kìm hãm áp lực giá cả. Khi lạm phát leo thang, Fed đã tăng lãi suất một cách mạnh mẽ, trong đó có 4 lần tăng 75 điểm cơ bản liên tiếp. Tuy nhiên, việc Fed đảo chiều chính sách đã dẫn đến vấn đề thứ ba, ông El Arian nhận định. Thị trường nhận ra rằng Fed đang cố gắng bù đắp quãng thời gian đã mất và bắt đầu lo lắng rằng các nhà hoạch định chính sách sẽ giữ lãi suất ở mức cao trong thời gian dài, qua đó gây hại cho nền kinh tế. Kết quả là thị trường tài chính biến động dữ dội, ông viết. Vị chuyên gia cho hay, thị trường đã quen với nguồn tiền rẻ từ các ngân hàng trung ương và điều này đã gây ra một tác động tiêu cực. Một mảng lớn của hệ thống tài chính toàn cầu đã đổ dồn vào các công ty quản lý tài sản, các công ty cổ phần tư nhân và quỹ phòng hộ, những tổ chức tài chính ít bị kiểm soát hơn. Vì lẽ đó, chúng ta có thể hiểu được sự biến động trên thị trường tài chính kể từ khi kỷ nguyên tiền rẻ đã kết thúc trong năm nay. Mảng lớn nói trên đang tìm kiếm một ngôi nhà mới, một cách đầu tư khôn ngoan hơn. Bởi vậy, thị trường bây giờ rất mong manh. Nhà kinh tế nói thêm,
sự mong manh của hệ thống tài chính cũng làm phức tạp hóa công việc của các ngân hàng trung ương. Thay vì chỉ phải đối mặt với tình thế tiến thoái lưỡng nan bình thường, làm thế nào để khống chế lạm phát mà không làm tổn hại đến tăng trưởng? Fed bây giờ bị tấn công từ cả ba phía. Làm sao để hạ nhiệt lạm phát, bảo vệ tăng trưởng và việc làm và đảm bảo ổn định tài chính? Ông El Arian kết luận rằng, những thay đổi nói trên, trong tương lai, các nhà phân tích sẽ rất khó phán đoán kết quả kinh tế. Hơn nữa, kết quả đó không thể đơn giản mà sẽ diễn ra theo hiệu ứng xếp tầng, tức là một sự kiện xấu này sẽ dẫn đến một diễn biến tồi tệ khác. Gió đổi chiều, dự án thế kỷ biến Trung Quốc thành chủ nợ lớn nhất trên thế giới hụt hơi. Bắc Kinh không thể giữ im lặng. Sáng kiến vành đai con đường của Trung Quốc đang bộc lộ những yếu điểm lớn về mặt tài chính, buộc Bắc Kinh phải có những giải pháp phù hợp hơn, Forbes nhận định. Tham vọng của Trung Quốc. Theo Forbes, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình từng tuyên bố rằng sáng kiến vành đai và con đường BRI của Bắc Kinh là dự án thế kỷ, một đại công trình làm thay đổi cán cân quyền lực và ảnh hưởng toàn cầu. Nhưng hiện tại, ông Tập đang nhắc tới dự án này qua những thông điệp như cải cách và cắt giảm. BRI của Trung Quốc dường như đã không đạt được mục tiêu ban đầu, cũng như gây ra quá nhiều lo ngại như phương Tây từng dự đoán. Để thực hiện BRI, Bắc Kinh bắt tay với các nước thiếu điều kiện kinh tế ở châu Á, châu Phi, châu Mỹ Latin, Trung Đông và vùng ngoại vi châu Âu và cùng các khoản vay cho các dự án cơ sở hạ tầng quan trọng như cảng, tuyến đường sắt, đập, đường xá, v.v. Các ngân hàng nhà nước Trung Quốc sẽ thu xếp tài chính và các nhà thầu Trung Quốc sẽ thực hiện các dự án và quản lý chúng sau khi hoàn thành. Qua đó, Bắc Kinh giành được tầm ảnh hưởng và đòn bẩy đáng kể đối với các quốc gia tham gia BRI. Kể từ khi ông Tập lần đầu tiên lên nắm quyền, Trung Quốc đã thu về hơn 1.000 tỷ đô la từ các khoản vay như vậy ở khoảng 150 quốc gia, khiến nước này trở thành chủ nợ chính thức lớn nhất trên thế giới. Việc cho vay nợ đã khiến Trung Quốc bị phương Tây cáo buộc là đang giăng bẫy nợ bằng dự án BRI. Ví dụ, ở Sri Lanka, ngay cả trước khi đại dịch COVID-19 khiến hoạt động thương mại bị đình trệ, thì các cảng thuộc dự án BRI cũng không hoạt động đủ công suất đáp ứng các điều khoản của khoản vay. Khoản vay đã trở nên tồi tệ ngay cả khi các ngân hàng quốc doanh Trung Quốc có liên quan chưa đưa ra tuyên bố khẳng định điều đó. Những điều tương tự đang xảy ra trên toàn bộ sáng kiến BRI của Trung Quốc. Pakistan, một trong những nước tham gia BRI nhiều nhất, đã gặp khó khăn trong việc trả các khoản vay đến mức phải nhờ Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF cứu trợ. Các nhà kinh tế tại Ngân hàng Thế giới World Bank ước tính rằng, hiện nay khoảng 60% các khoản vay BRI liên quan đến các quốc gia đang gặp khó khăn về tài chính. Các khoản vay ở châu Phi rất dễ đổ vỡ. Ngay cả trước khi có thông tin mới nhất về khả năng vỡ nợ này, các chủ ngân hàng Trung Quốc đã cảnh báo về khả năng tài chính và kinh tế của các thỏa thuận BRI. Rủi ro không lường trước. Một số chủ ngân hàng lo ngại về việc phải chịu trách nhiệm đến mức họ yêu cầu Bắc Kinh gia hạn cho một số khoản vay với xác nhận là chính sách được chỉ định để làm rõ rằng quyết định cho vay đến từ Bắc Kinh chứ không phải ban lãnh đạo ngân hàng. Trong một thời gian dài, Bắc Kinh không nhắc tới những rủi ro tài chính. Theo Forbes, những quan chức gây áp lực cho các chủ ngân hàng để tránh mọi liên quan đến các khoản nợ khó đòi hoặc vỡ nợ. Trung Quốc cũng từ chối hợp tác với phương Tây thông qua nhóm Paris Club, một nhóm không chính thức gồm 22 quốc gia chủ nợ, là những nước có nền kinh tế lớn và mức độ tín nhiệm cao về việc đàm phán lại các khoản vay khó trả. Hiện tại, Trung Quốc đã thể hiện một số thay đổi chiến lược với việc các ngân hàng thuộc sở hữu nhà nước phải đối mặt với các vụ vỡ nợ lớn từ các nhà phát triển bất động sản trong nước, chẳng hạn như Evergrande, cũng như các khoản vay BRI của họ. Áp lực đã trở nên quá lớn khiến Trung Quốc không thể giữ im lặng. Trước đây, khi nền kinh tế Trung Quốc phát triển vượt bậc, Bắc Kinh có thể bù đắp cho những khoản vỡ nợ bằng chính nguồn lực của mình. Nhưng việc này cũng không còn hợp lý nữa. Theo đó, Trung Quốc chính thức trở nên cởi mở hơn nhiều đối với các cuộc đàm phán về tái cấu trúc nợ. Các cuộc đàm phán đã bắt đầu giữa Bắc Kinh và Chad, Ethiopia và Zambia. Trung Quốc cũng tham gia cùng các tổ chức quốc tế, chẳng hạn như Paris Club, để tìm ra cái được gọi là khuôn khổ chung nhằm giải quyết các khoản tín dụng quốc gia này, cho dù nó có phải là một phần của BRI hay không. Bài viết của Forbes cho rằng BRI đang mất đi một lượng lớn ảnh hưởng. Trung Quốc vấp phải rủi ro về uy tín và tài chính. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cũng bắt đầu cho rằng BRI ngày càng phức tạp và cần kiểm soát rủi ro cũng như hợp tác mạnh mẽ hơn.
đây là điều không nên xảy ra đối với một dự án thế kỷ. Trong khi đó, các biện pháp kiểm soát rủi ro mới sẽ khiến nó trở nên kém hấp dẫn hơn rất nhiều đối với các nước chủ nhà tiềm năng.